Chào các bạn. Công việc của bạn là gì? Bạn có thường xuyên đi giày hay không? Hầu hết chúng ta đều phải đi giày hàng ngày, từ việc làm công sở hay làm ngoài công trường, đặc biệt là làm công trường xây dựng hay cơ khí, đóng tàu, cầu đường, vân vân. Những người lao động trực tiếp thì dĩ nhiên giày bảo hộ lao động là không thể thiếu được. Còn công sở thì sao? Chúng ta cũng vẫn phải đi giày hàng ngày để trông lịch sự hơn, rồi đi chơi cũng thế. Giày là một trong những món đồ dùng cá nhân không thể thiếu với bất cứ ai. Mặc dù sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn trở về nhà và vẫn thường xuyên vệ sinh đôi chân của mình, nhưng mùi hôi vẫn làm phiền bạn và bạn chẳng biết rõ nguyên nhân từ đâu. Sau đây sẽ là chia sẻ cho các bạn một số nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh hôi chân thực sự khó chịu này. Nguyên nhân khách quan, do tuyến mồ hôi hoạt động mạnh. Đông y và Tây y sau hàng nghìn năm nghiên cứu đã cho biết bàn chân của con người có đến hơn 2.000 tuyến mồ hôi. Các tuyến mồ hôi ngoài chức năng làm mát cơ thể còn có chức năng bài tiết. Do đó, những người có nhiều tuyến mồ hôi hơn người bình thường thì tuyến mồ hôi sẽ hoạt động mạnh hơn. Bàn chân sẽ bài tiết mồ hôi liên tục, gây tắc nghẽn lỗ chân lông và tạo điều kiện cho vi khuẩn hoạt động mạnh, gây ra mùi hôi ở chân. Do cơ địa loại da, có 3 loại da chính thường gặp đó là da khô, da thường và da dầu. Da dầu chính là loại da có khả năng bị mùi hôi chân nhiều nhất bởi vì da luôn luôn thiếu độ ẩm. Do vậy, cơ thể phải giúp tiết ra nhiều độ ẩm hơn nhưng lại gặp phải lỗ chân lông bị bít tắc, từ đó đã gây ra mùi. Do yếu tố thần kinh, có một số người lại bị hôi chân do yếu tố thần kinh. Đây là những người thường hay bị đổ mồ hôi nhiều mỗi khi đứng trước đám đông. Những người này hay có tâm lý lo lắng và sợ hãi. Do bệnh gây ra, hôi chân còn có thể đến từ vi khuẩn ở lớp sừng tích tụ lâu ngày trên chân. Các vi khuẩn này phát triển qua thời gian dài, trở thành hiện tượng nấm kẽ gây ra ngứa ngáy và phát mùi hôi ở đôi chân. Nguyên nhân chủ quan gây hôi chân, do vệ sinh kém. Nếu quá một ngày mà bạn chưa thay tất, quá một ngày mà bạn chưa giặt tất thì bạn đã vô tình tiếp tế thức ăn cho vi khuẩn trú ngụ ở lòng bàn chân phát triển và gây mùi thêm. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến hôi chân chính là do bạn lười vệ sinh cho đôi chân của mình. Để chấm dứt hiện tượng hôi chân, điều đầu tiên bạn cần phải làm đó là vệ sinh thật sạch sẽ bàn chân, tất chân và giày của mình hàng ngày. Do mang một đôi giày thường xuyên, theo lời khuyên của bác sĩ, đôi giày của bạn nên được giặt sau 4 đến 5 lần sử dụng. Nếu bạn lười thay giày, liên tục mang một đôi giày hết ngày này qua ngày khác thì bạn đã vô tình chứa chấp cả một ổ vi khuẩn gây mùi. Do dùng chung giày với người bị hôi chân, bạn có biết rằng bệnh hôi chân cũng có thể lây từ người này sang người khác không? Nếu đi chung giày với người bị hôi chân, rất dễ dàng những vi khuẩn gây hôi chân cũng sẽ ghé thăm và trú ngụ lại đôi chân của bạn. Sau đây là mẹo vặt đơn giản, loại bỏ mùi hôi chân. Rửa sạch chân, cách đơn giản nhất để loại bỏ, ngăn chặn mùi hôi chân chính là rửa sạch chân mỗi ngày. Đây là bước đầu tiên bạn cần làm trước tất cả những bước khác để đối phó và loại bỏ mùi hôi chân. Cần rửa sạch mu bàn chân, các kẽ chân và cả lòng bàn chân. Nếu mùi hôi chân còn nhẹ, cách này sẽ hạn chế được mùi khá nhiều. Còn nếu chân bạn có mùi hôi nặng, hãy tham khảo những cách khác dưới đây nhé. 1. Ngâm chân với nước muối loãng. Theo các tài liệu đông y, ngâm chân hàng ngày vào buổi tối trước khi đi ngủ rất tốt cho sức khỏe. Phương pháp này sẽ giúp ta ngủ ngon và sâu giấc hơn. Bên cạnh đó, ngâm chân bằng nước muối còn giúp tinh thần thư giãn, giảm căng thẳng và mệt mỏi. Ngoài ra, nước muối còn giúp làm ấm cơ thể và làm giảm các triệu chứng lạnh tay chân, do tác dụng kích thích tuần hoàn máu, tăng lưu lượng máu đi khắp cơ thể. Bên cạnh đó, khi ngâm chân bằng nước muối ấm hàng ngày sẽ giúp bạn xoa dịu tình trạng sưng đau do viêm khớp và tránh nhức mỏi cơ bắp. Ngâm chân với nước muối ấm còn có khả năng khử mùi, tránh việc ra mồ hôi quá nhiều ở bàn chân. Không nên pha nước muối quá nóng vì sẽ gây tổn thương cho các mạch máu, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu của cơ thể. Bạn chỉ nên ngâm chân bằng nước muối loãng trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Không nên ngâm quá lâu vì chúng có thể gây kích ứng và làm khô da. Trong khi ngâm chân, ta có thể thực hiện các biện pháp xoa bóp vì ở bàn chân có rất nhiều huyệt sẽ giúp cơ thể thư giãn hơn. Đặc biệt, không nên ngâm chân bằng nước muối ngay sau khi ăn vì điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình hấp thu chất dinh dưỡng của cơ thể. 2.
ngâm chân trong nước trà. Nước trà bao gồm cả trà đen và trà xanh đều có chứa chất polyphenol. Trong túi trà có hoạt chất có khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Bạn có thể sử dụng lá trà pha nước ấm để ngâm chân từ 15 đến 20 phút mỗi tối trước khi đi ngủ. Các lỗ chân lông sẽ được mở ra khi gặp nước ấm và nước lá trà sẽ tiêu diệt những vi khuẩn gây viêm, gây mùi hôi chân. Kiên trì 7 đến 10 ngày ngâm chân với nước lá trà liên tục, bạn sẽ loại bỏ được mùi hôi khó chịu của chân. Ngoài ra, khi ngâm chân với nước lá trà ấm trước khi đi ngủ sẽ giúp thông suốt các huyệt mạch dưới gan bàn chân, giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn. 3. Sử dụng giấm táo. Giấm táo là nguyên liệu luôn sẵn có trong bếp nhà bạn. Nhưng ngoài công dụng nấu ăn thì bạn cũng có thể sử dụng giấm táo để trị mùi hôi chân đấy. Sau khi rửa chân sạch và lau khô thì bạn có thể thoa một lượng nhỏ giấm táo lên chân. Nếu có thời gian hơn, bạn hòa giấm táo cùng nước ấm để ngâm chân trong khoảng 15 đến 20 phút để tẩy hết lớp tế bào chết và hạn chế mùi hôi chân. Sử dụng dầu thơm. Dầu thơm là loại dầu được chiết xuất từ những tinh dầu của thảo mộc, có mùi hương rất dễ chịu. Một số loại dầu thơm có thể dùng để trị bệnh hôi chân như tinh dầu thơm quế, tinh dầu thơm cam sả, tinh dầu thơm hoa lavender, v.v. 4. Giặt tất của bạn từ bên trong. Đôi tất bạn mang thường ngày làm chân bạn ra mồ hôi nhiều hơn, bao bọc những vi khuẩn gây hôi chân cả một ngày dài. Vì thế, hãy nhớ thay và giặt tất sạch sẽ hàng ngày cùng với xà phòng để loại bỏ hết vi khuẩn ẩn náu trong tất. Chú ý khi giặt tất, bạn không nên sử dụng hóa chất có tính chất tẩy rửa mạnh. Tất cần được giặt sạch cả mặt trong, mặt ngoài và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. 5. Luôn giữ giày khô. Luôn giữ cho đôi giày của bạn khô thoáng, sạch sẽ từ trong ra ngoài để ngăn sự phát triển của những vi khuẩn gây mùi hôi chân. Hãy chắc chắn rằng chân của bạn luôn luôn được khô ráo trước khi xỏ vào giày. Nếu giày của bạn bị ướt do mưa hay giặt chưa khô thì nên giặt sạch và phơi khô giày rồi mới sử dụng lại. Cuối cùng là sử dụng thuốc chống mồ hôi chân. Nếu chân bạn bị mùi hôi đã nặng, bạn nên sử dụng một số loại thuốc được đặc chế chống mùi mồ hôi chân như Etiacin, Chafra, Fred, v.v. Nếu những cách thông thường không thể xua tan mùi mồ hôi chân của bạn thì bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ nhé. Vì đôi chân khi đã bị mùi mồ hôi nặng, đã bị lâu thì những cách thông thường khó có thể giải quyết được. Chúc các bạn một ngày vui khỏe. Các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.